mình muốn 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 khởi động mạnh một tí này. Ok, sửa. Cha này làm sao nhỉ? Nhưng mà làm ấy, đang nói chuyện thì lại chạy. Đây, khổ quá thì bác đi đâu thế? Mày qua cái chỗ tập mình ở gần toilet. Chả giấu gì không? Dạo này cứ vừa toilet xong lại mót, lại muốn đi toilet. Cứ xin lỗi ông liên tục từ nãy đến giờ là vì thế đấy. Đấy, tôi biết rồi. Cái bệnh này là bệnh căng thẳng. Tôi cũng nghĩ là căng thẳng quá. Cơ quan này nhiều việc, mà mình là sếp, mình trợ, mình choét phải uống ít nước. Thế nhiều khi mình đứng lên thì ngại, anh em nó dị nghị, nó bảo mình là sếp, mình ngại việc, mình lười việc, cứ đi đâu. Đúng quá đi, sếp mà cứ đứng lên liên tục như thế thì nhân viên nó cười cho. Nhưng mà bị lâu chưa? Hơn một tháng nay rồi. Hơn một tháng này á? Ừ, ông Bình này, không những tôi bị mất ban ngày, cả ban đêm, mất ngủ liên tục, cứ đi mấy lần đi không ạ? Thôi xong rồi, ban đêm à? Thế là sao? Ban đêm thì chắc chắn là chức năng thận có vấn đề rồi. Chức năng thận à? Kiểm tra đi. Ôi trời. Thế à? Có lo không hả? Có nguy hiểm không? Phải đi khám ngay, không chủ quan được đâu. Này này, bác không nghe thấy bác sĩ bảo là này, luôn luôn lắng nghe cơ thể bạn để xem tình hình sức khỏe thế nào à? Khám đi. Chết thật. Thế bây giờ biết khám ở đâu mà công việc thì bận quá thì không biết là. Tôi nghe nói ở trên VTV2 ấy, ở cái chương trình sức khỏe mỗi ngày đặc biệt phát ở cái khung giờ 17:45 ấy, ở đấy có rất nhiều các bác sĩ hàng đầu của các lĩnh vực khác nhau, có khi bác đến đấy họ tư vấn cho nhá. Thế cái kinh nghiệm của bác thì nên khám chuyên khoa nào ạ? Đã nói rồi, thận tiết niệu. Thận tiết niệu mà... ngày hôm nay tôi sẽ đi khám. Cảm ơn nhá. Tập thể dục xong rồi mới đi chứ. Tập thể dục xong đi. Chạy đi. Thưa quý vị và các bạn, tiểu phẩm mà chúng ta vừa theo dõi thì có đề cập đến những dấu hiệu mà về một bệnh lý thường gặp ở nam giới. Đây là một căn bệnh thường gặp, dễ phát hiện, tuy nhiên thì khá nhiều người còn chủ quan với nó và để lại hậu quả là nếu như chúng ta không đến thăm khám cũng như điều trị kịp thời thì những phương pháp điều trị tiếp theo sẽ gặp phải rất nhiều những khó khăn. Và xung quanh những câu chuyện về bệnh lý này cũng như những dấu hiệu và phương pháp điều trị thì chúng tôi có mời đến đây một vị khách mời đặc biệt, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê. Vâng, xin chào Lan Ngân, xin chào bạn Dương, Công Phúc. Trong số dàn nghệ sĩ phía Bắc, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê là người bén duyên với nghệ thuật một cách khá đặc biệt. Anh trúng tuyển lớp diễn viên khóa 2 năm 1990 đến 1994 của nhà hát Tuổi Trẻ. Anh gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua hàng loạt tiểu phẩm của Gala Cười, nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Lập Trình Cho Trái Tim, Tết Này Ai Đến Sông Nhà, Đối Thủ Kỳ Phùng, Hà Nội Mùa Đông, Những Ngày Tháng Đẹp, Những Người Nhiều Chuyện, Bánh Đúc Có Xương, Em Là Bà Nội Của Anh. Các vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê thường theo một mô típ quen thuộc, hiền lành, khắc khổ, ngẩn ngơ, nhu nhược, hài hước, thậm chí hơi oái oăm. Nhưng vai diễn nào cũng được khán giả yêu mến bởi sự chân thực và gần gũi. Rất vui là được đến tham gia chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt của VTV2 phát vào khung giờ 17:45 chủ nhật đó, cũng đón xem lắm và cái cũng rất là mong đến cái giờ này đến đây để mà được gặp bác sĩ để mà chia sẻ cái đang thắc mắc của mình trong cái tình huống tiểu phẩm trước đó của Đức Khuê đã làm với một bạn đồng nghiệp về ở cái lứa tuổi của mình là ngoài 50, 60 và 70 còn cao hơn nữa là rất hay bị. Đó là cái bệnh u tuyến tiền liệt. Nhưng mà không nghĩ là anh Khuê đã loáng cái căn bệnh này, bởi vì thấy anh lúc nào cũng vui vẻ yêu đời và những cái vai diễn anh đem lại niềm vui cho mọi người. Người thấy anh là người khỏe ra, không hết bệnh. Đúng rồi, bởi vì cái bệnh này thì nó cũng chẳng loại trừ ai đâu. Kể cả cái người lạc quan hay cười nhưng vẫn bị nhé. Tại vì sao? Bởi vì nó lại nghe nói là nguyên nhân là nó do là bị chết, bị căng thẳng, nó bị này. Rồi là giờ nguyên nhân là do là uống nước không nhiều, không đủ nước ấy, là cũng bị này. Rồi uống rượu bia kích thích, cái chất kích thích nhiều quá là cũng bị. Thế rồi lại sinh hoạt không lành mạnh ấy. Cũng bị đấy, chứ không phải là đấy, nói chung là nguyên nhân rất là nhiều, rất là gói, cho nên là cũng đang thắc mắc hỏi, muốn gặp bác sĩ thì ở nam giới và ở cái độ tuổi của Đức Khuê là cũng sẽ là nguy cơ rất là bị nhiều.
Đó, thành ra là cũng muốn đến đây để tìm hiểu và gặp bác sĩ. Vẫn biết là cái công việc của những người nghệ sĩ như là nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê thì mặc dù là chúng ta biết là có những cái thói quen nó không có lợi cho sức khỏe, thế nhưng mà thực sự là công việc chúng ta không thể nào sắp xếp giờ giấc giống như 8 tiếng một ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đúng không ạ? Hay là cũng có những lúc là công việc ảnh hưởng đến từng cái bữa ăn giấc ngủ, thì điều đó có làm nghệ sĩ băn khoăn về cái sự ảnh hưởng đối với sức khỏe của mình hay không ạ? Đấy, câu hỏi đấy cũng là câu hỏi của mình muốn đến đây để giải đáp thắc mắc đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống nghệ sĩ nói thật là cái chu kỳ cũng như là cái thời gian làm việc rất là thất thường, có thể là kéo dài suốt cả một ngày qua đêm đến tận sáng cũng là bình thường, với sau đó lại dậy lại đi làm, hoặc là ngủ lại ngủ ban ngày và lại cày ban đêm, thế rồi là đi ăn uống cũng không phải là đúng bữa, sinh hoạt nó không theo một cái giờ giấc với quy luật nào cả. Thế rồi là phải nói là cũng dùng kích thích, ví dụ như là bia rượu là cũng có, tại vì những cái đó thì là giúp để cho nghệ sĩ nó thăng hoa một tí. Thì đấy, những cái cà phê là hay dùng này, thuốc lá này, thế rồi bia rượu này, rượu bia đấy, thì là những cái đó thì cũng thường xuyên đối với mình thì nó là một phần của công việc. Đặc biệt nữa là ở cái lứa tuổi của mình là ngoài 50 thì cái nguy cơ mắc bệnh nó như nào thì cũng là rất là muốn đặt câu hỏi đến để chương trình giải đáp. Chính vì thế Đức Khuê nhận được lời mời cả lên đây luôn. Chắc chắn là chương trình sẽ mời đến một vị chuyên gia y tế rất là có uy tín và chuyên khoa nội tiết để tư vấn cho anh trực tiếp về những vấn đề mà anh quan tâm. Và chúng ta sẽ cùng đề cập đến những vấn đề xoay quanh bệnh lý u tuyến tiền liệt ở phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị có mặt tại trường quay của Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt ngày hôm nay. Đó là bác sĩ cao cấp Nguyễn Bá Hiệp, trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 30 năm làm việc và công tác tại khoa ngoại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Hiệp với nhiều năm kinh nghiệm và rất nhiều văn bằng chứng chỉ được đào tạo trong và ngoài nước về chuyên ngành ngoại tiết niệu, đã điều trị thành công 500 ca u tuyến tiền liệt bằng phương pháp laser. Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chắc hẳn là bác sĩ cũng nhận ra gương mặt rất là quen thuộc nghệ sĩ Đức Khuê đúng không ạ? Ngày hôm nay cũng là một khách mời đặc biệt nữa trong chương trình của chúng tôi ạ. Ngày hôm nay thì chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày đặc biệt cũng rất là vui mừng được gặp bác sĩ Hiệp để mà chúng ta bàn về cái câu chuyện ngày hôm nay, đó là căn bệnh u tuyến tiền liệt. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một câu chuyện rất là cởi mở và cũng rất là có nhiều những tính khoa học nữa xung quanh những cái vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả những quý vị khán giả, các anh chị, các cô, các chú, các bác đã dành thời gian đến với trường quay S16 ngày hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với cuộc trao đổi với chuyên gia y tế và nghệ sĩ Đức Khuê thì chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Tại Việt Nam hiện nay, 45% đến 70% số nam giới trong độ tuổi từ 45 đến 75 bị u tuyến tiền liệt. Phần lớn trong số đó phải trải qua phẫu thuật ít nhất một lần. Điều này gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Tuyến tiền liệt là một cơ quan chức năng sinh dục ở nam giới, có nhiệm vụ sản xuất tinh dịch, nuôi dưỡng tinh trùng và giúp cho đời sống tình dục của nam giới trở nên dễ dàng hơn. U tuyến tiền liệt là tình trạng tuyến tiền liệt tăng lên về mặt kích thước. Nếu tình trạng tăng kích thước diễn ra thì đường tiểu của nam giới sẽ bị thu hẹp lại, khiến dòng chảy nước tiểu trong bàng quang bị tắc nghẽn và gây ra các bệnh lý. Thực chất, sự tăng sản về mặt kích thước của tuyến tiền liệt là lành tính. Tuy nhiên, cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để ngăn chặn các tình trạng gây ứ đọng nước tiểu, gây ra các bệnh lý về đường tiểu và thận, đặc biệt là nguy cơ sỏi bàng quang cao và còn gây nhiều hậu quả khá nặng nề cho cơ thể như biến chứng của nó, viêm bể thận, tắc đường niệu đạo, viêm nhiễm bàng quang. Thưa bác sĩ Nguyễn Bá Hiệp, qua cái tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta thấy là cái dấu hiệu của những bệnh nhân mắc cái căn bệnh u tuyến tiền liệt này rất là khổ sở và khó khăn. Như vậy thì câu hỏi đầu tiên mà chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày đặc biệt xin được chuyển tới bác sĩ, đó là xin bác sĩ cho biết những cái bệnh lý u tuyến tiền liệt này như thế nào ạ? Và trên thực tế và nghiên cứu những cái năm gần đây là người ta chỉ có tập trung vào cái hai nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là nó có liên quan đến yếu tố là phát triển mô sợi. Mà liên quan đến phát triển yếu tố mô sợi này ở bệnh nhân đàn ông trên 50 tuổi thì tất cả những cái tế bào này người ta mới tìm thấy ở cái niệu đạo xung quanh cái cổ bàng quang, thì nó phát triển dần dần, mô sơ dần dần,
rồi qua ngày tháng nó chịu tác động ở bên ngoài, nghĩa là yếu tố thuận lợi để cho nó phát triển, chẳng hạn như nhiễm trùng tiểu hoặc là bệnh nhân tiểu nhiều lần hoặc qua quá trình viêm nhiễm, thì những cái mô sơ nó lớn thành những cái nhân, rồi sau này những cái nhân nó phát triển dần dần thành biếu. Và một cái thứ hai nó là cái chương trình của nhà bác học Cohen và Levy. Người ta nghiên cứu từ năm 1950, nhưng đến năm 1986 thì người ta mới được là cái giải Nobel về nghiên cứu về cái tác dụng của cái testosterone, tức là gì, nội tiết tố nam, là nó ảnh hưởng đến sự phát triển của biếu tuyến tiền liệt cũng của những người từ trên 50 tuổi. Thì thực sự là cái bản thân đích thị là cái testosterone nó không thể gây bệnh làm tăng sinh tuyến tiền liệt được, mà nó phải chuyển hóa thành dihydrotestosterone, chịu tác động của một cái loại men đặc biệt là 5-alpha reductase, lúc đấy nó mới hoạt hóa testosterone trở thành dihydrotestosterone, thì nó lại lúc đó thì nó lại tập trung lại những cái tế bào xung quanh của niệu đạo ở gần cổ bàng quang để làm kích hoạt để tăng dần những cái mô tuyến tiền liệt để sau này nó phát triển. Bởi vì người ta làm tử thiết thì người ta thấy sự tập trung của cái dihydrotestosterone và cái yếu tố FGF ở những người đàn ông trên 50 tuổi ở đó tập trung rất nhiều. Thưa bác sĩ có vừa nhắc đến là những người nam giới trên 50 tuổi thì có tỷ lệ rất là cao mắc phải căn bệnh này, đúng không ạ? Trước đây thì tôi có từng đọc một thông tin là nam giới trên 50 tuổi thì có 50% có nguy cơ mắc bệnh, trên 60 thì là 60% và trên 70 tuổi là 70% nữa. Nghệ sĩ Đức Khuê, anh có lo lắng về con số này không ạ? Qua cái tình huống vừa rồi, Đức Khuê vào vai một cái ông cũng là trên 50, cũng đúng tuổi của mình. Biểu hiện của cái bệnh lý đó là đi rất là nhiều, bác sĩ ạ. Đi lận đi tiểu rất nhiều cả ban ngày ban đêm, tức là đấy cái tình huống trong cái tiểu phẩm vừa rồi đấy, thì cái ngoài cái nguyên nhân là do stress rồi do ăn uống các cái chất béo rồi do sinh hoạt rồi do uống ít nước, ngoài những cái nguyên nhân đấy thì còn những nguyên nhân nào thưa bác sĩ? Như ngoài những cái yếu tố mà người ta nghiên cứu thì nó có những cái yếu tố thuận lợi, thí dụ như là đàn ông uống bia rượu vào thì nó bình thường, đi tiểu bình thường, uống đi bia rượu nhiều vào nó có thể gây tiểu khó. Hoặc là gì, mình nhịn tiểu quá dài, chẳng hạn mình ngồi trên xe mình đi du lịch một đoạn quá xa không có chỗ để mình đi tiểu tiện thì lúc đó đi tiểu xuống nó cũng khó chứ không phải là nó dễ. Và cái bị viêm nhiễm, có những bệnh lý nó phải chuyên khoa sâu, bác sĩ chuyên khoa thì người ta mới biết, ví dụ như bệnh lý viêm tuyến tiền liệt hoặc ung thư tuyến tiền liệt thì nó cũng gây tiểu khó, rất là nhiều nguyên nhân. Và tất cả những nguyên nhân mà anh muốn quan tâm đấy là đó là những yếu tố thuận lợi chứ không phải là nguyên nhân của nó. Và tôi cảm nhận thấy là nhiều khi những người cao tuổi họ thường chấp nhận với cái tình trạng sức khỏe như vậy, ví dụ như một số biểu hiện như nghệ sĩ Đức Khuê vừa mới nói như là đi tiểu đêm hay là tiểu nhiều lần chẳng hạn, thì họ thường lý giải đấy là tuổi già như vậy chứ không nghĩ đấy là một bệnh lý nào cụ thể mà cần điều trị. Vậy thì không biết là nếu như mà những căn bệnh đó chúng ta không phát hiện cũng như điều trị kịp thời mà cứ nghĩ rằng là tuổi già thì dấu hiệu như vậy và chúng ta dần chấp nhận nó, thì nó có thể dẫn đến những cái hậu quả nào nghiêm trọng hơn không thưa bác sĩ? Nếu như mà bệnh nhân người ta không hiểu biết về bệnh thì những cái người ta không điều trị đấy là nó cũng tuần tự theo đúng cái quy luật phát triển của bệnh. Bởi vì cái bệnh lý tuyến tiền liệt này phát triển qua 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tức là gì, nó chỉ có kích thích tạm thời, không cần điều trị. Nhưng giai đoạn thứ hai đấy là nó giai đoạn là gì, nó có trên cái mức đó là nó vẫn kháng đi tiểu, vẫn đi tiểu được, nó thắng được kháng lực của cái tuyến tiền liệt sinh ra, nhưng sẽ có triệu chứng đi tiểu nhiều. Đi tiểu nhiều trong đêm, đi tiểu nó làm mất ngủ, số lượng nhiều, đi tiểu phải khởi động, hoặc đi tiểu là gì, nhiều lần mới hết một cuộc đi tiểu, hoặc là đi tiểu xong thì mới vẫn thấy cảm giác có nước tiểu trong người, thì nó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là bắt buộc, tức là có biến chứng. Thì biến chứng đó có những cái gì? Cái thứ nhất, đầu tiên ấy là bí tiểu, đây là cái biến chứng trước mắt của bệnh lý đường tiết niệu sinh ra. Nhưng mà cái bệnh này nó sẽ gây hệ lụy cho một số bệnh khác. Thí dụ bệnh nhân bị rặn nhiều, tiểu nhiều, khi lớn tuổi áp lực ổ bụng nó giảm, các dây chằng và cơ nó không tốt nữa, thì lúc đó sẽ sinh ra thoát vị bẹn, là bệnh nhân các cụ gọi là sa đì. Đó là một trong những cái hệ lụy của nó sinh ra. Cái thứ hai gây mất ngủ, tiểu không được, nó gây bức xúc,
thì nó sẽ gây ra một cái tăng huyết áp không ổn định. Điều trị cơn tăng huyết áp khó, không phải như tăng huyết áp thường. Và cái thứ ba đấy là nó có thể gây suy thận. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự đề cập đến quy trình thăm khám cũng như là điều trị cho một trường hợp bệnh nhân bị bệnh lý u tuyến tiền liệt. Bác Hồ Anh Tính, năm nay 81 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, bác có những dấu hiệu như xuất hiện đi tiểu buốt, tiểu khó, đi nhiều lần, đặc biệt là đêm, suy giảm chức năng thận, khiến sức khỏe bác giảm sút và bác không thể làm được bất cứ việc gì. Hiện tượng bệnh của tôi đấy thì cách đây vài năm đã có hiện tượng cương ở tiền liệt tuyến, nhưng mà gần đây nhất là 1-2 tháng, và đặc biệt là cách đây hơn 1 tuần đi tiểu khó. Mỗi một đêm tôi phải đi tới 4-5 lần. Sau khi được bác sĩ khám và tư vấn, bác Tính được khám tổng thể như siêu âm cũng như chụp hình hệ tiết niệu, làm các xét nghiệm tổng quát để đánh giá tình trạng chung, để bác sĩ có những chỉ định điều trị với trường hợp của bác. Qua cái kết quả thăm khám lâm sàng và những cái kết quả cận lâm sàng thì hiện tại là bác bị cái bưu tuyến tiền liệt siêu âm ấy, là kích thước rất là lớn, 60 x 55 x 60, và những cái dấu hiệu đi tiểu đêm của bác ấy là nó rất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Cái bệnh của bác thì bây giờ là bắt buộc là phải phẫu thuật. Hiện tại mình ở Việt Nam mình ấy phẫu thuật bằng hai phương pháp chủ yếu. Cái thứ nhất là bóc toàn bộ tuyến tiền liệt làm mổ hở thì là nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe, vì mổ mở mất sức sau mổ nhiều lắm. Thì cái tuổi 82 như bác thì cái đó là loại mình không có sử dụng cái đó. Cái thứ hai là cắt đốt nội soi. Nhưng cắt đốt nội soi đấy là tỷ lệ tái phát thì cao, và trong khi mổ thì nó dễ gây ra hội chứng nội soi. Mà hội chứng nội soi này đặc biệt ở những cái bệnh nhân lớn tuổi và có bệnh tim mạch đi kèm thì nó rất là nguy hiểm. Ở Việt Nam mình mới triển khai một cái kỹ thuật mới là bóc tuyến tiền liệt bằng laser với sự hỗ trợ của máy xay mô. Khi người ta bóc tuyến tiền liệt xong, người ta đẩy vào trong bảng quang, người ta dùng máy xay xay toàn bộ hút ra ngoài. Thì cái này thứ nhất đấy là nó không có tái phát sau mổ. Cái thứ hai đấy là nó không có gây ra hội chứng nội soi. Và đặc biệt kết quả mổ tương đương với mổ hở. Sau khi bác sĩ tư vấn có 3 phương pháp mổ tiền liệt tuyến thì tôi chọn phương pháp thứ 3 là mổ bằng tia laser. Sau khi được bác sĩ phân tích lý do lựa chọn phương pháp laser điều trị u tuyến tiền liệt, bác Tính hoàn toàn yên tâm về cả phẫu thuật. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự đề cập đến quy trình thăm khám cũng như điều trị cho một trường hợp bệnh nhân bị bệnh u tuyến tiền liệt. Chúng ta có thể thấy rằng nếu như chúng ta không phát hiện sớm căn bệnh này cũng như nhận thức được tình trạng của bệnh thì có thể sẽ gây ra rất nhiều những khó khăn cho quá trình điều trị sau này. Xin được hỏi bác sĩ là như trường hợp của nghệ sĩ Đức Khuê hay là của nhân vật là bệnh nhân bác Hồ Anh Tính trong phóng sự vừa rồi thì mỗi người cũng có những cái biểu hiện khác nhau về bệnh lý này, và họ cũng băn khoăn là liệu đấy là dấu hiệu của tuổi tác, của sự lão hóa hay là dấu hiệu của bệnh lý, nên là cũng chần chừ đi khám. Thì bác sĩ có thể tổng kết lại những cái dấu hiệu điển hình mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết rằng chúng ta đang có nguy cơ cao bị mắc căn bệnh u tuyến tiền liệt không ạ? Thứ nhất ấy, những cái triệu chứng mà anh cần phải đến để anh xem là có phải bị cái bệnh lý tuyến tiền liệt hay không. Cái thứ nhất, tự nhiên đêm anh đi tiểu thấy nhiều lần. Cái thứ hai đấy là khi tiểu anh thấy khó. Cái thứ ba đấy là tia tiểu khi anh đi tiểu yếu. Cái thứ tư, anh có thể là đi tiểu là anh phải dặn, hoặc là đi vào anh phải khởi động một lúc khoảng một vài phút anh mới đi tiểu được. Và cái thứ năm ấy, là đi tiểu xong có cảm giác không hết nước tiểu thì lúc đó thì anh nên đến bác sĩ chuyên khoa. Câu hỏi muốn dành cho bác sĩ Hiệp là qua cái phóng sự vừa rồi thì bệnh nhân bác Tính thì để cái bệnh tình nó quá to như vậy thì khi mà phẫu thuật thì có gặp cái khó khăn gì không ạ? Thực sự là gì, nếu như mà trong phẫu thuật viên ấy,
là phẫu thuật một cái bướu tuyến tiền liệt nó to thì chắc chắn là gì thời gian là nó phải mất nhiều hơn cái bướu nhỏ. À. Nhưng mà cái lợi hay cái hại mình làm phép cộng đại số cho sức khỏe bệnh nhân thì không nên để nó quá trễ, bởi vì nó sẽ bị một số bệnh hệ lụy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Còn chuyện chuyên môn của bác sĩ thì chẳng hạn thêm 5-3 phút trong một cuộc mổ nó cũng là bình thường thôi, không có sao. Và... thế thì tôi hỏi bác sĩ là tại sao là cái bệnh này là chỉ toàn là nam giới mà lại không có nữ giới, không bị ở trong nữ giới là... Cũng như cái lúc đầu tôi trả lời là, dạ. Cái này là nó liên quan đến nội tiết tố nam. À, thế... mà chỉ có nam mới có nội tiết tố đấy thôi, chứ nữ không có. Một người không có nữa là gì, các ông quan họ hoạn. À, không bao giờ có. À, nhớ nha, lưu ý nha. Anh Khuê là lúc nào cũng lo cho sức khỏe của mình và tất cả người thân, gia đình và bạn bè, khán giả. Từ nãy giờ khán giả nghe những câu hỏi của nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê thì chắc hẳn là quý vị cũng có những thông tin rất là thú vị và bổ ích về cái căn bệnh ưu tuyến tiền liệt này. Còn bây giờ sẽ là phần dành cho các khán giả, phần tương tác đặc biệt ngay sau đây, thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho những quý vị khán giả có mặt trong trường quay S16 trực tiếp đặt những câu hỏi và bày tỏ những băn khoăn thắc mắc của mình tới chuyên gia y tế để được nhận được sự giải đáp. Xin mời quý vị ạ. Chào bác sĩ, chúng tôi là Nguyễn Đình Công. Tôi năm nay 50 tuổi, tôi đến từ Ba Đình, Hà Nội. Và tôi hỏi bác sĩ là cách đây 4 năm tôi đi khám và bác sĩ cũng có bảo tôi là bị u xơ tuyến tiền liệt. Nhưng mà trong 4 năm qua tôi chưa điều trị một cái gì cả. Thì bây giờ bác sĩ cho hỏi tôi điều trị bằng thuốc uống được không ạ? Năm nay anh 50 tuổi, mà lúc anh 45 tuổi mà anh đi khám là bác sĩ nói anh bị bệnh lý tuyến tiền liệt rồi. Cũng như tôi nói là bệnh lý tuyến tiền liệt là của những người nam giới, tuổi thường trên 50 là nó mới phát triển. Nhưng mà theo tôi nghĩ anh 50 tuổi, 5 năm rồi anh không điều trị gì, thì tôi nghĩ là bây giờ cũng chưa đến mức gì là bằng kinh nghiệm là phải can thiệp. Hoặc là tốt nhất ấy, bây giờ anh có muốn can thiệp cái gì hoặc chỉ đạo, chỉ dẫn cho nó đúng, anh nên đến một bác sĩ chuyên khoa về ngành tiết niệu, người ta khám, người ta sẽ giải thích đúng cho anh. À, thưa bác sĩ, tôi là Nguyễn Văn Thành, đến từ Hà Nội. Tôi đã đi điều trị tuyến tiền liệt được 5 năm, năm nay tôi 57. Và đến bây giờ, gần đây tôi thấy có biểu hiện bệnh lý có phần tái phát lại. Và tôi muốn hỏi bác sĩ có phương pháp nào để triệt để và sẽ không tái phát lại bệnh nữa được không ạ? Anh năm nay là gì, tuổi còn trẻ. Về thời gian sống về sau là còn rất dài. Mà cái những cái triệu chứng anh nói ảnh hưởng cuộc sống anh là hơi nhiều rồi. Và cái bệnh lý của anh ấy, thứ nhất ấy, là có hai nguyên nhân. Một là hẹp niệu đạo sau mổ cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt. Nó cũng gây ra hội chứng đường tiểu dưới giống hệt như bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Và cái thứ hai đấy là có thể là bướu tuyến tiền liệt nó tái phát, bởi vì lần trước là anh cắt đốt nội soi. Còn nếu như anh hỏi là cái phương pháp nào triệt để nhất, thì nếu như ở Việt Nam mình bây giờ để triệt để nhất ấy, là nó có hai phương pháp. Thứ nhất là mổ bóc tuyến tiền liệt bằng laser, xong đẩy vào trong bằng quang, dùng máy xay xay hút ra ngoài. Thì anh cứ nghĩ là cái tuyến tiền liệt và cái bàng quang còn lại ấy, nó giống như một cái hạt mà nó được bao bởi một cái quả. Thì khi mình cắt đốt nội soi đấy, là mình cắt đốt nội soi là mình cắt ở phạm vi ở bên trong cái hạt, còn cái vỏ của cái hạt thì mình không chạm được đến, cho nên còn hạt thì nó còn phát triển được. Nhưng nếu người ta bóc tuyến tiền liệt bằng laser thì người ta bóc ngay ranh giới giữa cái hạt và cái vỏ, cái vỏ ôm lấy nó, thì người bóc toàn bộ cái hạt nó đi, thì lúc đó nó không còn tế bào, nó không còn mô, thì nó sẽ còn không còn cơ hội tái phát. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta có thể dùng robotic người ta mổ, thì nó cũng triệt để. Xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm về phương pháp ưu việt điều trị căn bệnh u tuyến tiền liệt thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi ghi lại từ một ca phẫu thuật điều trị bằng laser được thực hiện tại Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, bác Tính được các bác sĩ đưa đến phòng mổ.
và chỉ ít phút nữa thôi, bác sẽ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp tiến bộ nhất hiện nay trong điều trị u tuyến tiền liệt của bác. Các bác sĩ đang tiến hành các công đoạn chuẩn bị. Bác Tính đang được các bác sĩ gầy mề. Bây giờ thì chúng tôi chọn lựa phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản trên người cao tuổi tại Bệnh viện Thống Nhất. Nó góp phần vào vấn đề điều trị các đốt tiền liệt tuyến bằng laser mang lại hiệu quả rất là cao. Đặc biệt với những trang thiết bị máy móc hiện đại của chúng tôi cũng như những thuốc men sau này, nó giúp công tác gây mê cho người cao tuổi rất là thuận lợi và ít gây những tai biến chứng cho người bệnh. Đặc biệt nó phục hồi sớm cho người bệnh sau phẫu thuật rất là nhanh chóng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ca phẫu thuật điều trị u tuyến tiền liệt bằng phương pháp laser đã được chuẩn bị xong và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với các bác sĩ thuộc ekip mổ. Chào bác sĩ ạ, bác sĩ có thể giới thiệu ekip phẫu thuật hôm nay gồm ai ạ? Kíp mổ hôm nay là gồm hai kíp, một kíp phẫu thuật viên và một kíp bên gây mê hồi sức. Bên phía phẫu thuật viên, tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, trưởng khoa tiết niệu, là phẫu thuật viên chính. Kế theo là bác sĩ Lý Văn Quảng, phó khoa, là phẫu thuật viên phụ. Còn hai bác sĩ đây là trợ thủ viên, là ở bên ngoài, bác sĩ Quốc, hay là bác sĩ Thịnh. Còn bên kia là bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, là phó khoa gây mê hồi sức, là chịu trách nhiệm ca phẫu thuật hôm nay về gây mê hồi sức. Trang thiết bị phẫu thuật dùng cho ca phẫu thuật ngày hôm nay là dụng cụ. Nó gồm có máy phát tia laser của Acutech. Cái thứ hai là máy xay mô của Wok. Và cái thứ ba là dụng cụ để cắt trong khi thực hiện phẫu thuật. Tất cả những cái dụng cụ này thì được thực hiện từng giai đoạn một. Giai đoạn đầu tiên thì mình chỉ có sử dụng laser để là mình bóc tuyến tiền liệt, đẩy vào bằng quang. Giai đoạn thứ hai là mình mới dùng cái máy xay mô kia để là mình xay hút mô ra ngoài. Xin cảm ơn bác sĩ ạ và chúc ca mổ hôm nay thành công tốt đẹp. Phương pháp bóc tiền liệt tuyến bằng laser với sự hỗ trợ của máy xay mô có ưu điểm nổi bật đó là sau khi mổ không còn mô biếu nên sẽ không bị tái phát. Trong khi mổ, bệnh nhân không bị mất máu do không bị rỉ máu sau mổ vì cầm được máu bằng laser. Vì vậy, thời gian rút sông đường tiểu sớm sẽ giảm được nguy cơ bị nhiễm trùng, giảm khó chịu do kích thích của bóng sông tiểu chạm vào cổ bàng quang. Xay mô cũng giúp hút hết mô sau khi bóc tách khối biếu tuyến tiền liệt nên không bị sót mô. Bàng quang hoàn toàn sạch nên không gây tắc tiểu sau khi rút sông. Khi rút sông tiểu, bệnh nhân có thể đi tiểu bình thường. Nhờ vậy sức khỏe bệnh nhân phục hồi khá nhanh. Với thời gian hơn 1 tiếng thì ca phẫu thuật điều trị u tuyến tiền liệt bằng phương pháp laser đã thành công. Và xin hỏi bác sĩ Nguyễn Bá Hiệp là ca mổ vừa rồi thì đối với trường hợp mà bệnh nhân ấy có gặp phải khó khăn gì không ạ? Trường hợp này thì là cái thời gian mổ đấy thì nó có thể lâu hơn trường hợp khác nhưng mà nhanh lại cũng nhanh hơn các trường hợp khác. Bởi vì mỗi một cái bệnh nhân thì là gì tùy thuộc vào mỗi người bệnh là cái tuyến tiền liệt nó như thế nào và cái cấu trúc nó như thế nào thì mình có thể là làm nhanh hay làm chậm. Như trường hợp này là lúc mình làm đến từ lúc bắt đầu mà đến lúc thành xong, xay mô xong mà đặt sông tiểu là hết khoảng 55 phút. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một ca điều trị u tuyến tiền liệt bằng phương pháp laser cho bệnh nhân Hồ Anh Tính và ca mổ đã thành công tốt đẹp. Và tìm hiểu về cái phương pháp và phẫu thuật u tuyến tiền liệt bằng phương pháp laser, chúng ta cùng trở lại với trường quay S16. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là các bệnh nhân được điều trị bằng cái phương pháp laser. Như vậy thì xin được quay trở lại với chương trình Sức Khỏe Mỗi Ngày đặc biệt số ngày hôm nay với bác sĩ cao cấp Nguyễn Bá Hiệp và nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê. Thưa bác sĩ Hiệp, như vậy thì những cái tiến bộ trong những cái phương pháp điều trị cái căn bệnh u tuyến tiền liệt này hiện nay như thế nào và cái ưu điểm và khuyết điểm của cái phương pháp laser này như thế nào, xin bác sĩ chia sẻ. Ở Việt Nam mình ấy, là nếu mà điều trị để điều trị cái tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ấy, thì có nhiều phương pháp nhưng mà phát triển nhiều, số lượng nhiều nhất vẫn là cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt bằng điện
Và cái thứ hai đấy là những cái kỹ thuật cao hơn là dùng laser để điều trị. Thì người ta có thể dùng bằng laser thulium, tức là để dùng làm bốc hơi, mô tuyến. Người ta có thể dùng laser holmium là để người ta bóc toàn bộ tuyến, rồi hỗ trợ của máy xay mô là người ta sẽ xay. Và trường hợp thứ ba đó là người ta có thể là dùng robot, robotic là để người ta phẫu thuật. Thì tùy từng loại khác nhau, nếu như những cái có những cái ưu điểm, chẳng hạn như nếu cắt đốt nội soi bây giờ là gì, nó ưu điểm là gì về cái kinh tế, nó thể dùng cho những người bệnh nhân người ta nghèo được, những bệnh nhân không có tiền thì không thể làm được cái đó, thì đó là cái ưu điểm. Những cái khuyết điểm của nó đấy là mỏ đấy, là đầu tiên đấy là cũng như cái anh kia nói, anh khán giả nói đấy, là tái phát, tỷ lệ tái phát rất cao. Cái thứ hai đấy là nó có bị một cái hội chứng, trong y học người ta gọi là cái hội chứng nội soi. Do khi mình mổ thì những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh lý có yếu tố nguy cơ cao, đặc biệt là cái bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì mổ những trường hợp đây thì cắt đốt nội soi tỏ ra nguy hiểm. Đó là hai cái yếu điểm. Còn cái so với laser thì laser nó khắc phục được hai cái đó. Nó khắc phục được cái thứ nhất là không bị hội chứng nội soi, cái thứ hai khắc phục được khả năng tái phát. Nhưng nó có nhược điểm là lại vấn đề tài chính. Phương pháp phẫu thuật bằng laser thì được coi là phương pháp ưu việt nhất hiện nay đúng không ạ? Vậy thì không biết là tại Việt Nam thì chúng ta đã có những cơ sở hay những bệnh viện nào có thể thực hiện được phương pháp này thưa bác sĩ? Nếu như mà tôi đi dự hội nghị khoa học thế giới thì trước đây người ta nói là gì, cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt bằng điện bình thường thì người ta nói là tiêu chuẩn vàng trong điều trị cắt đốt nội soi. Nhưng bây giờ cái bóc tuyến tiền liệt bằng laser đấy thì người ta gọi là tiêu chuẩn kim cương, nó ưu việt hơn nhiều. Còn ở Việt Nam mình thì là nếu mà thực hiện chỉ có tôi thực hiện ở Bệnh viện Thống Nhất nay khoảng 500 ca trong vòng 3 năm. Và bệnh viện thứ hai là gì, Bệnh viện Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa tôi cũng có làm. Và hôm 22 tháng 12 năm 2017 thì tôi cũng có mổ ở Bệnh viện Việt Đức để cho bác sĩ trên toàn quốc. Vậy thì trường hợp của bác Hồ Anh Tính là người tham gia ca phẫu thuật ở trong cái phóng sự vừa rồi đấy ạ, thì hiện nay thì không biết sức khỏe của bác ổn định chưa ạ? Bác Hồ Anh Tính thì mổ xong 4 ngày bệnh nhân ra viện rồi. Hiện tại thì tôi vẫn liên hệ bệnh nhân về, thì nói chung một đêm bây giờ đi tiểu có một lần, bệnh nhân cảm thấy thoải mái, bệnh nhân nói chung là rất là thỏa mãn sau cuộc mổ. Mà cái phương pháp mà mổ bằng laser là thì là mới, thì là được bác sĩ mổ là cách đây bao lâu? Tôi thực hiện ở Bệnh viện Thống Nhất là cách đây 3 năm. Và tôi có đi báo cáo khoa học tại hội nghị toàn quốc cách đây 2 năm ở Vinh. Thì 2-3 năm đấy thì đã từng mổ cho các bệnh nhân rồi, thì những cái kết quả của cái bằng cái phương pháp mới á, cái công nghệ mới với laser đấy, thì cái tỷ lệ tức là bị mắc lại bệnh ấy, thì là có ít hơn so với cái công nghệ trước không bác? Đến bây giờ thì tôi chưa thấy bệnh nhân nào quay lại với tôi để vì cái than phiền về cái thoát tái phát và bệnh lý tuyến tiền liệt cả. Có những bệnh nhân người ta quay lại là than phiền vì cái hội chứng đường tiểu dưới, người ta bảo tại sao tôi tiểu khó, sau mổ sau 2-3 tháng thì mình kiểm tra lại là gì, bệnh nhân người ta bị hẹp niệu đạo sớm, đến mình nong niệu đạo cái xong cho người ta về thôi. Ưu việt hơn so với các phương pháp đốt bằng điện. Không biết là bệnh nhân về thì có phải lưu ý gì về chế độ ăn uống hay là sinh hoạt hơn không thưa bác sĩ? Nói chung chế độ tiết thực cho người Việt Nam, và đặc biệt là chế độ tiết thực cho những người vì bệnh lý tiết niệu rất khó. Nếu như mà kiêng thì kiêng hết tất cả mọi thứ, không ăn cái gì. Nhưng mà chắc mình được ăn, mình cảm thấy happy, còn hơn là không ăn để mà sống. Cho nên là gì, tất cả những cái chế độ thì bệnh nhân mình cứ ăn uống là bình thường. Mình chỉ có nói kiêng một số thứ, đừng lạm dụng rượu bia, rồi thuốc lá, rồi những cái sinh hoạt mà nó gọi là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe hàng ngày thì mình không nên.
Còn nếu mà kiêng để về bệnh lý tuyến tiền liệt thì thực tế chẳng kiêng cái gì. Xin cảm ơn bác sĩ, và có thể thấy là các quý vị khán giả trong trường quay cũng rất là vui mừng khi mà nghe bác sĩ nói đến thông tin đó, bởi vì thực tế là căn bệnh này có tỷ lệ người mắc rất là cao, và bản thân tôi thì trong gia đình cũng có những người mắc căn bệnh đấy, nhưng mà trước đây còn rụt rè vì không muốn tham gia phẫu thuật vì cứ nghĩ là tuổi cao thì nó sẽ như vậy. Thế nhưng mà sau khi nghe bác sĩ trao đổi thì tôi sẽ về, tôi sẽ có phần nào truyền đạt lại cho những người trong gia đình, và nhắc nhở họ là cũng tham gia, cũng theo dõi chương trình này nữa để không còn lo sợ khi mà tiến hành phẫu thuật nữa, vì những cái nguy cơ biến chứng sau rất là thấp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất đặc biệt trong mỗi chương trình của chúng ta, có tên gọi là thử tài của bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi phần thi thử tài của bạn thì chúng tôi sẽ chia những quý vị khán giả trong trường quay ra thành hai đội. Và sau khi nghe MC của chương trình đọc những câu hỏi mà chương trình đưa ra thì khán giả sẽ có khoảng thời gian là một phút để suy nghĩ trao đổi. Và sau đó thì cử ra một người đội trưởng lên trên sân khấu để ghi lại những câu trả lời mà quý vị cho là đúng và đầy đủ nhất. Sau đó thì bác sĩ của chương trình sẽ là vị trọng tài chấm điểm cũng như quyết định đội nào đội thắng cuộc để nhận được phần quà ý nghĩa từ chương trình. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau là những nguyên nhân nào dẫn đến bệnh u tuyến tiền liệt? Và câu hỏi 2 là những phương pháp hiện nay điều trị u tuyến tiền liệt như thế nào? Xin được hỏi là các khán giả đã sẵn sàng tham gia trò chơi của chúng ta chưa ạ? Xin được mời hai đội trưởng sẽ cùng lên sân khấu ghi đáp án của mình trên đây ạ. Câu trả lời của hai đội thì cũng rất là ngắn gọn, thế nhưng mà không biết là đội nào sẽ chính xác và đầy đủ hơn, thì chắc chắn là xin mời bác sĩ hãy nhận xét ạ. Tôi thấy hai đội là gì, chữ viết thì khác nhau nhưng mà nội dung thì là giống nhau. Cả hai đội là trả lời rất xuất sắc câu hỏi, đề nghị hai giải nhất. Một tràng vào tay cho hai đội trưởng. Chúc mừng bác. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, như là qua phần chơi nho nhỏ vừa rồi, chúng ta thấy là các khán giả tại trường quay cũng như khán giả theo dõi Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt rất là muốn biết những cái thông tin đặc biệt về cái căn bệnh u tuyến tiền liệt này. Xin được cảm ơn một lần nữa nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê đã trao hai phần quà cho cả hai đội thắng của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự tiếp theo ngày sau đây, thưa quý vị. Trường hợp của bác Bùi Đăng Sơn, 72 tuổi, ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, mổ cách đây đã mấy ngày. Và tình trạng của bác hôm nay cũng khá lên rất nhiều. Hôm nay, các bác sĩ thăm khám và kiểm tra về tình hình sức khỏe cũng như vết mổ của bác Sơn. Đây là bệnh nhân Bùi Đăng Sơn nhập viện với tình trạng là vào cấp cứu do bí tiểu, do bưu tuyến tiền liệt. Bác vào đã được phẫu thuật, hôm nay là ngày thứ 5. Bây giờ là gì? Rút xong tiểu, bệnh nhân sinh hoạt tự lực bình thường, tự đi tắm được. Tắm giặt, ăn uống, đi lại bình thường được, đi xuống lầu 1 đi chơi được. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, nhà bác ở quận 7. Thì hôm nay là gì, khoa là sẽ cho bác xuất viện về nhà. Còn khi về nhà đấy, trong tháng đầu ấy, nếu có gì trục trặc bác thấy khác thường, bác gọi điện cho chúng tôi. Còn nếu như không có thấy bất thường, thì cũng một tháng sau bác đến khám lại để cho bác sĩ kiểm tra lại một lần cho nó kỹ càng cho bác. Tôi vào đây trong tình trạng cấp cứu của cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà cấp cứu thì tôi hoàn toàn không tiểu được. Thì lên khoa đã được các bác sĩ của khoa xác định là phải phẫu thuật để giải quyết cái u phì đại tuyến tiền liệt. Thì đến nay tôi phẫu thuật đã được một tuần thì đã đi tiểu trở lại bình thường như xưa và tình trạng khôi phục so với cái kỳ là trước đây tôi đã mổ thì là rất là
là tốt, là vì cái sau mổ trước đây là tôi bị chảy máu nhiều, nhưng mà cái kỳ này thì chảy máu là không bằng 1/8 của lần trước, và cái tình trạng khôi phục rất là nhanh. Hồi bận trước tôi mổ thì sau 1 tháng tôi mới được ra viện, còn kỳ này thì mới sau 1 tuần tôi đã được ra viện. Phương pháp mới này đã thay đổi quan điểm về tiêu chuẩn vàng trong cắt đốt nội soi phình đại lành tính tiền liệt tuyến, trở thành tiêu chuẩn kim cương. Chúng ta đã đến những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, và sau tất cả những câu hỏi của quý vị khán giả cũng như một phần chơi thú vị thì hy vọng rằng tất cả quý vị đã có thêm những kiến thức xung quanh việc làm thế nào để có thể phát hiện sớm cũng như là những phương pháp điều trị hiệu quả bệnh lý tuyến tiền liệt. Không biết là cảm nhận bây giờ của nghệ sĩ Đức Khuê như thế nào ạ, sau khi rất nhiều những thông tin cũng như là những điều mà chúng ta đã đưa ra từ đầu chương trình tới giờ. Cũng rất vui là được tham gia chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày của VTV2 và được gặp gỡ bác sĩ Hiệp và đã biết được cái bệnh u xơ tuyến tiền liệt, và cũng biết được cái nguyên nhân và cái độ tuổi nguy cơ mắc bệnh cũng như cái biểu hiện, và cũng rất là nhiều kiến thức bổ ích để mà kiểm soát cũng như biết mình như nào, bởi vì mình cũng là ở cái tầm tuổi trong cái diện là nguy cơ rồi. Thế và biết được không những thế lại còn người thân, người trong gia đình mình có thể mắc bệnh thì mình có thể biết là cái giai đoạn nào rồi, biểu hiện như nào, giai đoạn như nào, và cố gắng làm sao là có một cái thông điệp mà mình muốn gửi tới tất cả quý vị khán giả, đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là nếu mà có biểu hiện gì sớm thì nên đến ngay các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, sẽ có những cái tư vấn và cũng như là sẽ có cái hướng điều trị kịp thời. Đó là một cái rất là hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê và cảm ơn bác sĩ cao cấp Nguyễn Bá Hiệp. Xin được cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày số đặc biệt ngày hôm nay. Quý vị nhớ nha, fanpage của chúng tôi là VTV2 Chất Lượng Cuộc Sống. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để chương trình chúng tôi ngày hay và hấp dẫn hơn. Và khung giờ quen thuộc của chúng ta là 17:45 vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.